Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Dự Ô Tô, và chuyên những cái dòng xe vừa rẻ vừa ngon vừa bổ vừa chất cho mọi nhà đây. Hôm nay em lại mang đến cho các bác một chiếc Toyota Camry đời 2002. Và đây là một chiếc xe rất là bền bỉ luôn, máy ngon, số ngon, gầm chắc chắn. Sơn xi thì em này đã được phun sơn, gọi là sơn mờ đen, sơn sần, rất là đẹp. Phong cách gọi là những người gọi là thích sự đặc biệt. Camry thì thường thường màu đen của nó là màu đen bóng, nhưng mà đây là màu đen sần. Chiếc xe này thì có khoang cái máy của nó rất là ngon, êm. Thế nhưng mà điểm trừ đó là nội thất ghế da đã cũ rồi, hệ thống giảm xóc sau đã kém rồi. Cái đấy thì đương nhiên là chạy nhiều năm thì nó phải thế. Và chiếc xe này thì em đang bán được mức giá rất là êm nha các bác nhá. Vâng, chỉ 152 triệu đồng cho chiếc Toyota Camry bản 2.4G, mà thời xưa phải mua mất gần 1 tỷ mới được chiếc xe này. Con này là gần 1 tỷ đồng luôn đấy ạ. Một mẫu sedan hạng D đấy, dành cho những gia đình muốn một chiếc xe rộng rãi, một chiếc xe bền bỉ. Và nói đến Camry thì ai cũng biết là một cái dòng xe chạy rất là sướng rồi. Gầm chắc chắn, sơn xi ngon lành, lốp dép mới, phanh đĩa 4 bánh, ABS an toàn, các thứ này đầy đủ. Và xe này thì là có bác chủ cũng người có tuổi, nên là bác ấy không có độ màn hình. Thế nên là các bác mà thích một chiếc xe gọi là cảm giác nguyên mộc thì đây là một sự lựa chọn hợp lý. Em này thì nếu các bác là thích sơn phủ gọi là bóng đen thì các bác có thể là sơn thì mất tầm gói sơn khoảng tầm 6 đến 8 triệu. Còn lại là nếu mà các bác muốn form gọi là sơn đen sần thì các bác cứ để nguyên như này là ok. Xe biển Hải Phòng 15A23646, và chiếc xe này thì vừa mới về xong. Em vừa mua xong. Thế nên là cái đấy, xe thì có vậy. Máy số ngon lành cành đào, các bác thích thì các bác có thể là qua xem xe trực tiếp, lái thử và trải nghiệm luôn. Em này thì được đúng là máy rất là ngon, êm. Còn giảm xóc sau thì hơi kém một chút, thì cái này sẽ phải xử lý thay thế thôi. Nhưng mà nó không đáng kể, nó chỉ tầm khoảng hơn 2 triệu một chút một đôi, cũng rất bình thường, không vấn đề gì các bác nhá. Và xe thì vừa mới về cửa hàng em xong. Đấy, mới phun qua cái nước, nhưng mà thời tiết này thì nó cũng hơi bụi bẩn một chút thì các bác thông cảm. Còn đâu về chất xe thì cái dòng này là một cái dòng xe lồi đồng cối đá bền bỉ, chạy thực sự các bác là rất là bền luôn, không biết hỏng là gì. Đấy, cứ việc là đủ xăng mà chạy thôi. Và xe là đời 2002 nên cái form của nó là cũng là một cái form mới dáng trường, rất là đẹp, kiểu dáng trẻ trung, không như là những cái form đầu thì gọi là đầu đạn. Và cái dòng này thì đi rất ổn định luôn, hợp lý với các bác nào mà gọi là trung tuổi muốn mua một chiếc xe lành, hoặc là các bác có gọi là mình muốn tập lái tập đi, thì em này giá nó rất là mềm nhá. Đấy, giá rất là mềm luôn, chỉ có 152 triệu đồng cho chiếc xe này thôi. Cản trước kìa, đấy, cản trước kìa, nó cũng hơi bụi bẩn thôi chứ còn sạch sẽ. Đèn thì là đèn nó cũ rồi, đấy, hơi vàng theo thời gian, có dạn này, cái này có dạn này. Nhưng mà cái đèn này thì các bác mua một bộ đèn mới rơi vào tầm khoảng 2 triệu rưỡi, 3 triệu một đôi thì là sẽ là có một bộ đèn cực kỳ mới, ok luôn. Đấy, đèn mới hoặc là đánh bóng lên là ok. Còn về xe thì tôn cabo này, đấy, tôn cabo nó còn gần nguyên như thế này đây. Đấy, không lỗi nhá, không lệch lạc, không lỗi. Hệ thống giảm xóc trước cái xe lại rất là ok, êm mượt, lốp Bridgestone 2005-65, la răng 15 phay, rất đẹp của hãng. Và cái thời này thì cái da răng này là hàng hot rồi. Phanh đĩa 4 bánh, ABS an toàn, kép ở đằng trước và đơn ở đằng sau. Còn cua lốp thì là được cái là không có mục mọt. Em này nói Hải Phòng nhưng mà từ cái nhà bác chủ mà đến biển ấy ạ, nó rơi vào tầm khoảng 30 cây. Đấy, còn xa lắm. Sơn sườn thì được cái là toàn bộ là sử dụng sơn đen mờ. Thế nên là nhìn cái phong cách của nó khác, khác hoàn toàn so với sơn đen bóng. Đấy, keo chỉ thì cánh thì ok, keo chỉ cánh của xe thì rất là ngon. Đấy, keo chỉ cánh này, còn đảm bảo cho bác luôn. Tappy, đấy, da này, da mềm, cái này da zin nhá, cái này là nguyên bản zin. Nó đã bị ngà màu theo thời gian vì cái này là phơi nắng, phơi mưa rồi. Thế nhưng mà được cái là tappy cái phần vân ốp gỗ này, đấy, nó vẫn còn bóng đỏ, nhìn rất phê. Và kính điện thì vẫn hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, kính điện thì hoạt động bình thường. Nói chung là tầm ít tiền thì mua con này là hợp lý các bác ạ. Giá rẻ này, xe thì nó còn chất, độ bền bỉ cao. Và những cái dòng như thế này thì cấu hao nó không hề còn cao tí nào. Các bác bảo mua những cái con như này đấy, có 152 triệu đồng thôi, các bác đã sở hữu ngay được một chiếc Toyota Camry
đời 2002, nội thất ghế da già, đấy, ghế da già, cái này thì em sẽ cho sửa chữa lại, đấy, ghế này, nội thất ghế đây, và mặt trên này, đây các bác nhìn mặt trên này, đấy, máy phần này nó vẫn còn nguyên, đầu 6 đĩa, đấy, đầu 6 đĩa và điều hòa cơ, nhưng mà được cái là điều hòa rất là lành và mát luôn, số sàn, em này là số sàn nhé các bác nhá. Đấy, xe Camry số sàn nên là rất thích hợp với các bác nào trung tuổi và thích một chiếc xe vừa khỏe vừa lành vừa phấn khích. Đấy, các bác nhìn này, cái mặt này nó vẫn còn đẹp. Nói chung là về phần mặt táp lô thì đúng là thực sự các bác là không chê được, mặt táp lô còn đẹp, sàn da còn sạch sẽ, và em này bàn đạp chân phanh ga của nó nhìn vẫn còn rất là mới luôn. Một chiếc xe đời 2002, đến bây giờ là được 22 năm, nhưng mà chất xe thì vẫn còn ok. Sơn xi keo chỉ lành bền. Và đây, các bác nhìn này, tapi này. Đấy, tapi này. Đấy, tapi này. Đấy, da của nó còn mềm. Cái da này da chuẩn của hãng luôn nhá, đến bây giờ. Còn cái da ghế, da ghế thì được, cái ghế đằng sau này nó còn tạm tạm. Nhưng mà như em khuyên thì các bác về là các bác bọc luôn lại mới đây. Cái này thì có thể là bọc lại mới cho nó sạch. Chứ còn thực sự ra là cái da này nó hơi cũ theo thời gian rồi. Đấy, da cũ theo thời gian không tránh được các bác ạ. Đấy, mình mua một bộ ghế da tầm khoảng 3 triệu là có thể là có một chiếc xe rất là ok. Da này nó cũ như này đây, đấy, các bác nhìn này, da nó cũ như này. Đấy, nó còn rách như này. Cái này thì có sao vậy thôi, chứ còn em cũng chẳng có phải giấu giếm gì cả. Vì đây là một chiếc xe nguyên mộc. Đấy, các bác mà thích xe nguyên mộc thì các bác cứ chơi em này là hợp lý. Mà xe chưa có dọn dẹp gì đâu nhá. Vâng, chưa có dọn dẹp một tí nào luôn. Đấy, cốp mở. Đấy, keo chỉ cánh cabo sau trước của xe là ok. Và em này thì được cái khoảng để đồ này rất là rộng. Cái này trước bác chủ bác ấy cũng chở đồ nhiều, thế nên là bác ấy lót một cái sàn nhựa ở đây để chống bẩn. Đấy, vừa chống bẩn vừa chống chảy xước. Đấy, lót dưới này, đấy, lót bằng tấm gỗ ép này vẫn còn nguyên. Lốp sơ cua đây. Đấy, lòng cua lốp là nó không bị có mục mọt tí nào. Em này thì nói chung là điểm cộng là đây là một chiếc xe tương đối là lâu năm rồi, nhưng mà chất xe thì được cái là ổn định và đẹp chứ không phải là bị kém. Còn những cái theo thời gian năm tháng thì các bác thực sự là thông cảm. Đấy. Còn cái này về thì chắc chắn sẽ phải làm. Nếu mà như bình thường bên em để giá mà làm thì nó sẽ phải đầu khoảng tầm sấp xỉ 200. Thế nhưng mà em bán mộc cho các bác là một chiếc xe mà có lốp dày này, la răng đúc này. Đấy, tình trạng thì đúng chuẩn chỉ như này thì em bán cho các bác là 152 triệu. 152 triệu cho chiếc Toyota Camry đời 2002, chạy được 22 năm, máy ngon, con này thì máy chắc chắn là cực kỳ ngon. Đấy, còn lại là nội thất thì già, và xe thì cũng theo năm tháng, nhưng mà được cái là ok. Đấy, những cái phần như này là em sẽ thay hết toàn bộ để cho nó có một chiếc xe đẹp. Đấy, có một chiếc xe đẹp cho các bác luôn. Nên là bác nào mà cảm thấy mà thích cái dòng này và muốn mua một chiếc xe cứng chất thì các bác lại liên hệ. Đấy, bán theo đúng tình trạng như này nhá. Em này thì đăng kiểm đến tháng 9 năm 2024. Vâng, nói chung là đăng kiểm thì còn dài. Đấy, dàn lốp của xe thì còn là ok. Và lốp con này là lốp 2021 này, mới tinh luôn. Đấy, vẫn còn dày. Cái này thì bác chủ bác cái về phần nội thất thì bác ấy cứ thích là zin nên đâm ra nó vậy. Chứ còn bình thường con này về mà dọn lên thì nói thật các bác là căng đét luôn. Thì gầm này, gầm của nó còn đẹp và thẳng căng luôn. Đấy. Còn về tình trạng máy thì đây là một chiếc xe mà máy cực ngon luôn nhá. Này sử dụng động cơ máy 2.4, máy rất là êm này các bác này. Đấy, vòng tua nó thấp, nó chỉ có tầm chưa đến 1.000. Đấy, tua này. Và xe là chạy được 34.6 vạn. Máy rất là êm và thực sự ngồi như này là cảm giác không nghe thì tiếng máy luôn. Và máy rất là ngon. Và đây là một cái dòng xe của Nhật vô cùng bền bỉ. Đấy, được sản xuất tại Việt Nam mình. Đấy, động cơ máy 2.4 lành, êm, khỏe. Đấy, máy con ngon. Và động cơ máy trắng nhá, VTVI 16 van. Máy khô ráo sạch sẽ, không hề có lỗi. Đầu hai bên của xe này, đấy, nó còn led căng như này đây. Đấy, đầu hai bên này.
À, đầu bên này, đấy, các bác nhìn này, đầu bên này đây. Đấy, các bác mua những cái con như thế này thì gọi là về mình đi là rất là hợp lý luôn. Xe ngon, giá cả phù hợp, đấy, chất xe thì ok. Và thực sự là đây là một cái mẫu xe mà hợp lý, hợp túi tiền. Đấy, các bác nào mà cảm thấy gọi là vừa tập tiền thì các bác cứ mua em này là hợp lý luôn này. Đấy, 2002 cho một chiếc Toyota Camry, vừa đẹp vừa nét nhá. Đấy, bên em đang bán giá rất là hợp lý rồi. Và rất vui khi được các bác có những chiếc xe giá rẻ tại em Uzi Auto. Đấy, cảm ơn các bác. Nếu các bác nào mà quan tâm thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số hotline 0869158926. Đấy, xe đang có mặt tại quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Một mẫu Toyota Camry bản 2.4G, xe cứng, đấy, máy ngon. Và em bán giá với giá là 152 triệu đồng. Đấy, còn các bác nào về ví dụ làm ghế các bác mất tầm khoảng 3 triệu. Đấy, giảm sóc thì chắc chắn là phải thay rồi. Con này giảm sóc sẽ phải thay. Đấy, nó đang lục cục. Đấy, nói chung là cái đấy thì đương nhiên rồi. Và như vậy thì mình sẽ có một chiếc xe cực kỳ êm ái luôn. Tội gì phải đi xe cỏ các bác, mua hẳn Camry mà đi cho nó sướng. Ok, cảm ơn các bác nhá. Xin chào tạm biệt. Uzi Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.